cột điện bốc cháy, các loại dây điện, dây cáp viễn thông nổ như pháo. Đây là hình ảnh một vụ cháy xảy ra trên một con phố tại quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2021. Rất may không có thương vong về người. Tuy nhiên, như rất nhiều gia đình vẫn đang sống ngay cạnh cột điện với chằng chịt các loại dây, ông Thái vẫn luôn lo lắng bởi nếu xảy ra chập cháy vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Các cái đường dây điện này nó cứ chồng chéo nhau đề phòng cái lúc nó chập nó cháy nổ. Mà nhà tôi ngay gần đây thì thực tế cũng rất là nguy hiểm. Mà cái tình trạng này có từ lâu rồi. Đây cũng ngoài đường thì đã làm được rồi, nhưng mà riêng ở trong các cái ngõ này thì chưa làm được. Đúng là chỉ cần đi vào các con ngõ tại Hà Nội, rất dễ để bắt gặp những hình ảnh búi dây các loại vắt kín, nghiêng cả cột điện, vây kín mặt tiền, thậm chí là che gần hết cửa sổ tầng 2 của nhiều căn nhà. Lâu rồi thành quen, đã sinh sống trong con ngõ phố Thái Hà, quận Đống Đa gần 10 năm nay. Anh Công cho biết, trong mớ dây chằng chịt trên không, nhiều dây đã hỏng hoặc không còn được sử dụng. Những cái dây này đa phần là cái dây gọi là mạng viễn thông ấy, dây gọi là dây nối internet ấy. Bởi vì sao? Bởi vì như mình thường mình thấy là các bác đến là các bác toàn kéo dây mới thôi. Đấy, còn bảo ví dụ những cái dây mà không sử dụng đến thì mình khẳng định là trên này còn khá nhiều dây không sử dụng. Không được thu hồi, dây mới, dây cũ đan xen biến thành những búi rác trời, tạo gánh nặng cho các cột điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và mất mỹ quan đô thị. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, việc thực hiện hạ ngầm dây cáp điện, dây cáp viễn thông đã triển khai nhiều năm nay. Tuy nhiên vẫn còn gần 30 trên 80 tuyến phố chưa thực hiện được. Khó khăn nằm ở phần vốn thực hiện là nguồn xã hội hóa. Thực hiện cái mà bản hợp tác ghi nhớ giữa thành phố Hà Nội với lại các đơn vị như là đơn vị điện lực, đơn vị viễn thông hoặc các đơn vị chiếu sáng thì nguồn vốn được bố trí ở đây là nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện. Nhưng tuy nhiên trong quá trình mà triển khai thực hiện thì cái việc bố trí nguồn vốn đây cũng là rất hết sức là khó khăn đối với các đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì cái công tác phối hợp cũng chưa được là chặt chẽ. Ví dụ như là công tác mà thông tin của các đơn vị khi triển khai các cái kế hoạch các dự án đó đối với người dân cũng chưa được kịp thời. Cũng theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, để hạ ngầm cáp điện trên hơn 1.000 tuyến phố cần nguồn kinh phí lớn với sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Chưa kể chức năng chính của cột điện là để dẫn dây truyền tải điện, nhưng những búi rác trời còn vô số các loại dây cáp viễn thông. Để xử lý tình trạng này vẫn cần sự vào cuộc của nhiều đơn vị liên quan. Và trong lúc chờ đợi thì nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu về nguy cơ chập cháy hay đổ cột điện trong mùa mưa bão.